Bây giờ tôi ra ngoài tôi nêu cho nó một cái khối mát này á, là cái mà chúng ta tạo ra nó chỉ tồn tại trong dự án này thôi. Bây giờ chúng ta muốn tạo một cái thành thư viện luôn. Nêu một cái conceptual mass ở đây. Metric mass. Một cái khối này có thể lưu thành thư viện và qua nhiều dự án để xài. Thì cái chuyện rất bình thường. Nó y như nãy giờ chúng ta làm. Extrude nó lên. Create form. Nắm nó lên. Đúng không? Nắm cái đầu của nó quay quằn bên. Nhưng mà cái này có thể chạy cho kia xài được. Đây nè. Modify cái form này lại nha. Quay nó một cái. Giờ tôi làm chuyện này. Tôi bấm lên cái đối tượng này nè. Và trên này nó có cái X-ray. Nhìn xuyên qua nó. Thấy mấy cái đỉnh này không? Chỉnh được á. Nói là bây giờ thêm cái này nè. Đó. Nó có thêm mấy cái cạnh đó. Ép. Thế tôi mới bấm lên mặt này và tôi nói là bây giờ tôi add profile. Đó, tôi bấm add profile. Nó thêm nhiều biên dạng khác nhau. Thêm biên dạng, thêm đỉnh thôi, không có sao hết. Nắm đầu này kéo ra. Tức anh em nào mà thích, để khoan nha. Anh em nào mà thích nó mà nắm kéo ra cái vô đó là do mình thôi. Đó. Sau khi mà có cái mask đó xong rồi, bấm lên mặt này nè, nói không có X-ray nữa. Có cái khối giống vậy. Làm gì đó cũng được do mình thôi, nhưng mà tôi chọn mặt này. Tôi nói mặt này nha. Ở đây nó có device surface, bấm lên nó. Cái mặt này á, là mỗi cái là 10 cũng được, không sao hết. Tôi bấm lên mặt này và tôi nói nè, tôi không device surface cái mặt đó. Vì cái mặt đó chính là cái mẫu nào đó, mẫu mũi tên này là tôi muốn. Nó ra giống vậy đó. Cái mặt bên này á, chọn cái mặt nào đó đi. À, mặt này lớn lớn chứ nè, đây nè. Cái mặt bên đó là tôi divide surface, chia mặt nó. Và tôi chọn nó là hexagon. Anh em nào mà thấy nó thưa quá thì chỉnh mấy số này lại. Sau khi mà gán cái đó xong xuôi rồi á, cái family là family số 1 phải không? Giống như mình vẽ Cardanric vậy đó, nhưng cái khối này nó vậy thì không được. Mới ra ngoài new tiếp cho nó một cái family. Cái đó gọi là curtain pattern bay. Banner button bay. Chọn nó. Mình bấm lên cái đường màu xanh này nè. Hồi nãy cái khối kia mình chia là gì? Mũi tên phải không? Row đúng không? Thì phải chọn row. Nó ra kiểu đó. Sau khi chọn được nó rồi, tôi mới set wavelength lên những cái mặt này nè. Tôi làm một cái đường dẫn nó quét vòng xung quanh hình này. Set wavelength. Ra lại đây thôi. Gõ phím tab. Ra cái đúng mặt này, bấm 5 cái. Và show lên. À, wavelength nó nằm đó đó. Tôi vẽ một cái hình lục giác không chừng. Cho nó quét chạy theo cái đường dẫn, giữ control, chọn cái này và tạo form, xin lỗi. Control Z. Giữ đường này và tạo form. Nó quét theo cái đường đó. Đẩy nó vô để nó điền vô trong cái family đi. Này nè, lát nữa family này mới đẩy vô project. Có nghĩa là mình tạo family, xong rồi đem vô dự án xài. Ok, vô. Chỉ lên cái mặt nào mà nãy mình đang xài nó đó. Đây mặt này mũi tên đúng không? Vậy thì vô trong này nó có cái family số mấy đó? À, số 2 nè. Thấy family số 2 chỗ này không? Thấy không? Cái tôi mới nói là bên này á, là của anh á, là một cái mũi tên hồi nãy là cái gì đó? Cái này là cái gì ta? Cái này là hexagon. Hexagon thì ra ngoài new một cái family pattern bay. Ok, bấm lên cái màu xanh này, đổi thành nó là hexagon. Đã đổi dạng à, xong lại set quật len giống nãy nữa, ra lên đây thôi, bấm phím tab rồi bấm đây. Ok, show đi. Sau đó tôi mới vẽ một cái hình lục giác lên chỗ này cho nó chạy theo cái đường đó. Muốn vẽ đồng tiền, vẽ chữ cái gì đó do mình rồi cố gắng mình làm. Ở nước ngoài nó làm rất ghê ở chỗ là gì biết không? Nó làm mấy cái facade, mấy cái mặt đứng á. Nha. Ở phía trước này, ở trong này nó mới tới làm những cái ô đó, nó nối cái thông số này với một cái bảng Excel. Nó đổi cái đó và lập tức nó phân tích là bức xạ mặt trời vô đó như thế nào. Lát tôi mở cái slide đó cho con. Nó đổi cái mặt tiền đó là nó tính ra là do chiếu sáng tự nhiên, bức xạ mặt trời vô cái vách đó là bao nhiêu, ảnh hưởng tới độ rọi trong không gian đó như sao. Lát mở coi. Nó đi từ Revit, Ecotec và Excel. Ba cái nó nối vô một chỗ. Có Revit mà nếu mình ngồi mình tự vẽ thì cái chuyện đó bình thường.
Rồi ra này, đẩy vô trong cái family số 1, đúng vậy. Family số 1 nó có cái chỗ này là family hexagon. Thấy trên cái đường này nè, nó lấy đúng cái biên dạng đó, giống như cái cơ của mình đó, mình vẽ cái boolean lên đó vậy. Thấy cái này không? Thấy không? Rồi xong nó mới đẩy cái đó vô trong dự án số 2 này để xài. Bây giờ nó làm những cái khối rất ghê, còn anh làm mấy cái dàn không gian á. Nó vẽ ngay chỗ mấy cái nút đó, một cái nút. Đó là cái gì đó là do mình thôi. Rồi đẩy vô đi. Rồi tôi mới đặt nó vô đây nè. Rồi ok, nó nằm đây đi. Rồi anh nào cứ lật tới. Nó làm đây nè, để xem nha. Nhìn ra 3D thấy nó nè. Trên cái mặt của cái khối đó. Thấy không? Nó chia nhỏ này lại cũng được. Như vậy thì cái mà chúng ta sẽ làm là gì? Chúng ta nêu một cái dự án ra đây, một cái rosette nha, nêu một cái rosette ra đây, được chưa? Sau đó chúng ta mới nêu một conceptual mask, là matrix mask. Trên cái matrix mask nó mới tạo kiểu gì đó mà do chúng ta muốn. Ví dụ tôi vẽ cái khối nó là kiểu này nè. Rồi extrude hay là quét nó theo gì đó tùy mình thôi, nãy mình biết đường rồi. Đó, kéo này lên, đầu là top vô một chút. Đó, top nó vô, xoắn nó một cái, đúng không? Trên mỗi cái mặt đó ta mới bấm lên nó là device surface. Còn nếu mà muốn nữa thì lúc đó đổi nó có nhiều thứ lắm á. Nhưng mà đây mới nói đổi cái mặt đó thành cái mà chúng ta muốn. Ví dụ như đây là octagon. Octagon này cũng tương đối bự nhưng mà thôi kệ, nó không sao hết. Vậy thì ra ngoài mới làm tiếp cho nó một cái family là curtain way panel. Bấm lên cái nó, cái kia nó là octagon phải không? Octagon thì phải đổi nó thành octagon nó mới chịu, nó mới khớp luôn thôi, nó không sao chạy được. Nó set một len ra lên mặt này. Rồi lên đó đi. Show nó lên. Vẽ một cái hình mình muốn. Vẽ ngôi sao, vẽ gì đó là tùy mình. Và cho nó chạy theo cái đường đó. Giữ control. Đẩy vô trong dự án. Là family số mấy? Family số 4 phải không? Đâu có, đó là family số 3 chứ. 3 hay 4? 4. Đó, mới chọn cái mặt này đổi bằng cái mới vừa làm xong. Nó ra biên dạng đó. Sau đó mới đẩy vô trong dự án để xài. Được chưa? Anh em làm lại cái đó cho tôi cái đi.